Chào cả nhà. Hôm nay sang giới thiệu cho cả nhà xem vườn rau Việt Nam ở sau nhà nha. Đây là tầng ô. Mùa này mùa xuân rồi nhưng mà cũng còn hơi lạnh lạnh nên mấy cái này nó cũng tốt lắm. Cái rau này nó chịu lạnh. Có mua hộp chả cá rồi, chắc trưa nay ra cắt về nấu canh chả cá ăn. Cái này mà mình trồng mình cắt cái đợt đầu tiên đó là nó đâm ra 4-5 đợt luôn nè, quá trời luôn. Cứ trồng nó lên hơi lớn lớn là ngắt cái đợt đầu đi rồi bắt đầu nó bắn ra nhóc hết. Rất là tốt. Ăn hoài suốt cái mùa lạnh luôn á. Bên này là cây cà chua mới trồng được 1 tuần. Cà chua ở đây. Bên đây là ngò cũng mới trồng. À, hành chứ, hành lá. Mốt nhảy bụi nhiều lắm. Đây là cải rocket. Ăn nghe cái mùi giống như mùi đậu phộng vậy đó. Có người kêu là cải đậu phộng. Không có mấy bụi mà nó quá trời tốt. Đây là hẹ mới thay đất mới trong cái thùng mướp này, mới cắt ăn mà nó đã lên phúng phúng đây nè. Còn cái này là rau rau đắng nhưng mà trời này còn lạnh quá cho nên nó chưa phát lên qua cái mùa đông nhưng mà nó không có chết đó. Trời mình tuần sau ấm ấm tí là nó lên á. Này nó sống quanh năm luôn. Này, còn bên đây là cần tàu. Cần tàu này cũng cắt ăn. Rồi nó lại lên tược non. Rau này không biết, cái này rau chua của Tây á, ăn là tốt lắm đó. Cái này cũng mới trồng xuống mà bị con ốc sên nó ăn bớt rồi kìa. Đây là đậu que cũng mới trồng hồi tuần rồi. Bên đây là dãy đậu hòa lan cũng mới trồng xuống luôn. Mình mới cắt tóc cho bụi xả. Xả này qua mùa đông là các sàn hay tỉa bớt lá của nó rồi vô phân vô đất chỗ đó đó, ở dưới gốc cho nó tốt. Bụi xả này cũng 3-4 năm rồi đó. Mùa đông mùa hè gì nó cũng sống hết. Cái này nó là trồng được 2 cây cà, cà phổi, cà tím á, trồng được 2 cây. Còn cái bụi này là cây chamomile, là mới mốt mùa hè nó ra hoa màu trắng trắng đó. Mình hái cái hoa nó vô mình làm trà uống ngủ ngon lắm. Để đi qua bên đây quay các bạn xem cái con ngò ở đây nè. Ngò ở đây sang gieo hột dưới gốc cây nho thân gỗ, nó lên tốt dễ sợ luôn á. Đây nè,
mọc nó lấn cái cây cây nho luôn. Đây nữa nè, đây cũng vậy nữa nè, ăn cái dục vô đại cái mấy cái chậu cây á, nó lên vậy thôi, ăn suốt mùa đông luôn. Để đi qua phía bên hông nhà quay, đây cũng có mớ rau nữa. Nè, rau chua Việt Nam mình đây nè. Cái này là cuốn bánh xèo hay là cá hấp rồi đó. Cái này bụi rau chua nè, dễ trồng lắm. Mùa đông cái đem mấy cái cúc, mùa xuân tới cái hết mùa của nó, hết bông, đem mấy cái cúc vào bên hông để. Rau má, rau má này chắc nay mai phải cắt, bỏ thêm phân chỗ này luôn. Ớt, cái ớt cũng mới tỉa tóc cho nó mấy tuần nay, rồi nóng nóng một chút nữa là nó sẽ ra vực mới. Cái cà ri nè các bạn, lá cà ri nè. Này, bên đây nè, cái này mùa này bắt đầu rau răm, dắp cá nó phát quá trời luôn. Rau răm với vắp cá này là các bạn trồng là phải để, phải trồng nó ở dưới mái hiên nó mới tốt, nó không có chịu nắng đâu, nắng là nó vàng hết nè. Mùa này lá tốt dễ sợ không, lá to quá trời luôn. Ra thấy thương luôn đó, bên hông làm cái garden bed nhỏ nhỏ vậy đó. Mà cái cây này sống quanh năm luôn đó nè, ở dưới sát cái hàng rào vậy đó. Trồng nó ở dưới có cái bóng râm gì đó, nó tốt lắm. Bên đây là ngò gai nè, sang trồng nó ở dưới cái gốc cây chanh thái ở dưới mái hiên, mùa đông nó cũng không có chết luôn. Bỏ quá trời đi. Mùa đông không có chết. Trời ấm ấm tí nữa là thay chậu, thay đất mới. Thay chậu, thay đất mới cho nó. Mùa đông có mấy cái chậu này nó bị chết mấy lá rồi, nó bắt đầu nó mọc lên nữa nè, thấy không? Ok, quay cho các bạn xem cái vườn rau vừa qua mùa đông để nó làm sao hay ăn dài vài tuần nữa ấm ấm là nó lên nữa, tốt lắm á. Để sang quay video sau cho các bạn xem nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video nha, nhớ subscribe cho Sang, ủng hộ Sang nha. Cảm ơn các bạn, chúc cuối tuần vui vẻ nha, bye bye.